cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn biến phức tạp với nhiều dấu hiệu ngày càng căng thẳng. Tướng Ukraine thừa nhận tình hình chiến trường khó khăn khi Nga tiến gần hơn đến các mục tiêu chiến lược. Gần đây, Ukraine bị cáo buộc tấn công Bediansk trong khi một xưởng tên lửa gần Moscow bốc cháy. Trên chiến trường, xe chiến đấu M2 Bradley của Ukraine chứng tỏ hiệu quả khi có khả năng chống đỡ đòn tấn công từ drone FPV của Nga. Giữa lúc đó, nguồn cung tên lửa đánh chặn của Lầu Năm Góc gần cạn kiệt trước nhu cầu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều lo ngại về làn sóng tin giả có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới khi thông tin xuyên tạc dễ dàng làm thay đổi nhận thức công chúng và tình hình chính trị toàn cầu. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Tướng quân đội Ukraine, ông Dmitry Machenko thừa nhận, tiền tuyến của Ukraine đang sụp đổ trước những bước tiến mạnh mẽ của Nga. Theo ông Dmitry Machenko, nguồn cung cấp đạn dược đang cạn kiệt là một trong những lý do chính khiến tiền tuyến của Ukraine suy yếu. Quan chức này cũng cho rằng kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Zelensky đưa ra là sai lầm. Ông Machenko nói với một cựu nghị sĩ Ukraine trong cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube. Mặt trận của chúng tôi đã sụp đổ. Tuần này, lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát được thị trấn Selidovo, nơi có dân số trước xung đột khoảng 20.000 người, nằm giữa Donetsk và Pokrovsk. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine và Nga đang coi đây là mục tiêu tấn công chính. Ông cô nói, "Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, họ sẽ bao vây và kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Điều này sẽ giúp họ có lối thoát chiến thuật đến Pokrovsk. Đây là thảm họa tồi tệ đối với chúng tôi." Ông Matchenko cho rằng sở dĩ các đơn vị ukraine trên tuyến đầu suy yếu là do họ thiếu đạn dược không được thay thế lực lượng trong thời gian dài và sự lãnh đạo kém của đội ngũ chỉ huy quan chức này cũng cho rằng tổng thống zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với các nhà lãnh đạo phương tây nhưng nhiều người đã bác bỏ và nói rằng chỉ là danh sách mong muốn về vũ khí không phải một chiến lược tổng thể để đánh bại nga nhận định của một tướng cấp cao về sự suy yếu của tiền tuyến là điều hiếm thấy trong khi các quan chức phương tây ngày càng bi quan về cơ hội của ukraine Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ISVK cho biết, lực lượng Nga đã có những thành quả có ý nghĩa về mặt chiến thuật dọc theo tiền tuyến trong vài tuần qua. Người phát ngôn của lực lượng phòng thủ miền Nam của Ukraine, ông Vladislav Voloshin cho biết, Nga đang thành lập thêm các nhóm tấn công nhỏ gồm tối đa 10 người. Tại mỗi khu vực trên tiền tuyến, đối phương triển khai lực lượng theo kế hoạch của họ. Ở một số nơi thì họ tăng cường lực lượng, còn ở những nơi khác họ duy trì phòng thủ. Bên cạnh đó, trong khi Nga nhận hỗ trợ đạn dược từ Iran. Ukraine gặp khó khăn trong việc nhận vũ khí từ phương Tây và đang thiếu binh sĩ trầm trọng. Họ đã tăng cường quyền lực cho lực lượng tuyển quân, nhưng tình hình vẫn không khả quan với nhiều trường hợp đào ngũ và không tuân theo mệnh lệnh. Ông Stanislav Krasenko, một quan chức trong tòa án tối cao của Ukraine cho biết, ngày càng có nhiều trường hợp đào ngũ trong quân đội cũng như việc các binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh. Ông Krasenko không cung cấp số liệu cụ thể về những trường hợp vi phạm, nhưng cảnh báo rằng tình hình rất nguy hiểm trong khi đó báo washington post đưa tin nga có thể đạt được mọi mục tiêu tại ukraine vào năm tới nếu tình hình vẫn khó khăn đối với kiev theo báo washington post quân đội ukraine đang nỗ lực hết sức để giữ vững phòng tuyến ở phía đông đất nước nhưng đang mất dần lợi thế washington post nhấn mạnh tầm nhìn về một chiến thắng tuyệt đối đang mờ dần sự ủng hộ của phương tây cũng đang giảm sút báo mỹ chỉ ra rằng khả năng ukraine thỏa hiệp với nga ngày càng dễ nhận ra hơn ngoại trưởng nga ông sergei lavrov tuyên bố Moscow sẽ đạt được mọi mục tiêu trong kế hoạch quân sự tại Ukraine. Nhấn mạnh rằng tình hình quốc tế ngày càng phức tạp hơn do sự can thiệp của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Ông khẳng định rằng mọi nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn Nga sẽ thất bại và Nga sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Ukraine không trở thành khu vực đe dọa do NATO kiểm soát. Lực lượng vũ trang Ukraine bị cáo buộc tấn công cảng Berdyansk tỉnh Zaporizhia bằng máy bay không người lái cảm tử, được dẫn từ tuyên bố của chính quyền thành phố trên Telegram. Cụ thể, trích tuyên bố có đoạn, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công vào cảng Bediansk, sử dụng vũ khí được cho là máy bay không người lái cảm tử. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt, tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Các nhà trẻ, trường học và các cơ sở xã hội khác ở gần cảng Bediansk đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, theo tờ Kyiv Post, tại Berdiansk, tình báo quân sự Ukraine (HUR) và lực lượng địa phương đã phá hủy một cây cầu đường sắt mà quân đội Nga sử dụng, làm tê liệt đường sắt và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của Nga. Tờ báo dẫn báo cáo của cộng đồng tình báo cho biết, tại Berdiansk, thuộc tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang kiểm soát, tình báo quân sự Ukraine đã phối hợp với phong trào dân quân địa phương tiến hành một chiến dịch đặc biệt thành công dẫn đến việc phá hủy một cây cầu đường sắt. Cây cầu này được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Người dân cũng đã báo cáo một số vụ nổ lớn trên mạng xã hội. Do các hành động đánh lạc hướng thành công, lực lượng Ukraina đã cho nổ tung một cầu cạn đường sắt nằm gần một tòa tháp cấp nước trên đại lộ Is. Theo một nguồn tin của Kyev Post, việc phá hủy cây cầu đã gây tê liệt hoàn toàn giao thông đường sắt với Bidensk, làm phức tạp việc cung cấp nhiên liệu, vũ khí và đạn dược cho lực lượng Nga đang kiểm soát thành phố. Nguồn tin nói thêm, mặc dù các lực lượng Nga và tuyên truyền địa phương tuyên bố rằng tất cả các cây cầu đều còn nguyên vẹn, nhưng họ không đưa ra bất kỳ bức ảnh nào về cây cầu được cho là còn nguyên vẹn. Trong khi đó, trang mil.in.ua cho biết, một xưởng chế tạo linh kiện tên lửa thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương về máy móc đặc biệt nằm tại thị trấn Khokovo gần thủ đô Moscow của Nga đã gặp hỏa hoạn trong hôm 30 tháng 10. Theo thông tin sơ bộ, nhà xưởng trên xảy ra hỏa hoạn khi các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành và lửa đã nhanh chóng lan rộng hơn 100 mét vuông. Các cơ quan chức năng địa phương sau đó đã khống chế và dập tắt ngọn lửa. Được biết, Viện Nghiên cứu Trung ương về Máy móc đặc biệt đảm nhiệm việc thiết kế và chế tạo nhiều bộ phận cho tên lửa quân sự Nga cũng như các linh kiện phục vụ cho công nghệ không gian. Các binh sĩ của tiểu đoàn tấn công biệt động số 425 mang tên Skala trong lực lượng vũ trang Ukraine được hỗ trợ 7 xe chiến đấu bộ binh IFV M2 Bradley đã tiến hành cuộc đột kích và đánh chiếm các vị trí của quân đội Nga gần Pokrovsky. Đoạn video tương ứng được cơ quan báo chí của tiểu đoàn công bố. Trong khu vực diễn ra hoạt động xung kích, một màn khói đã được triển khai. Hỗ trợ việc di chuyển của chiếc IFV cũng như bộ bình, phòng tranh các khí tài giám sát và hệ thống tên lửa chống tăng của đối phương. Chiếc Bradley tiếp cận tiền duyên phòng ngự và nổ súng bằng pháo tự động. M242 Bushmaster 25mm vào vị trí của quân Nga. Đội xung kích Ukraine xuất quân tiến vào chiến hào đối phương một cách có tổ chức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh, trận địa, xe chiến đấu bộ binh bắt đầu quay trở lại. Bất ngờ một máy bay không người lái FPV của Nga đã bay tới, nhưng chiếc IFV đã được cứu nhờ chiếc lồng thép, khiến chiếc máy bay bị mắc kẹt và đầu đạn không phát nổ. Sau đó một quả tên lửa chống tăng đã bắn trúng phần chính diện của chiếc Bradley nhưng phương tiện chiến đấu vẫn tiếp tục di chuyển. Lúc này, tổ xung kích đã tiếp cận vị trí hỏa điểm của quân đội Nga và tiến hành dọn sạch chiến trường, chiếm vị trí mà không bị tổn thất. Xe chiến đấu bộ binh IFV M2 Bradley do công ty Bessitem Land and Armament chế tạo và được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1981. Xe được thiết kế để chở theo chiến lính, trong đó có 3 người phụ trách điều khiển xe. IFV này nặng 22,6 tấn dài 6,44 m, rộng 3,2 m và cao 2,57 m. Xe được trang bị một động cơ Cummins VTA 903 T500 có công suất 500 mã lực, nên M2 Bradley có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng. Với phạm vi hoạt động lên tới 480 km, vũ khí chính của Bradley là pháo M242 nòng trơn 25mm cùng tổ hợp tên lửa chống tăng TOVK BGM-71 trong khi đó luôn đi đầu với những công nghệ tiên tiến. Quân đội Nga đã tận dụng khả năng của drone, FPV và tích hợp chúng vào các hoạt động trình sát và giám sát một cách hiệu quả. Giới quan sát lưu ý việc quân đội Nga tích hợp drone FPV đã thể hiện sự thay đổi chiến lược hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại hóa, nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi làm nhiệm vụ. Những chiếc drone này được trang bị camera độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích sâu sắc cho phép quân đội quan sát và quét các cảnh quan rộng lớn một cách hiệu quả. Khi Nga tăng cường nâng cao năng lực của drone, công nghệ cải tiến từ những chiếc drone FPV cấp quân sự này đã mang lại những thành công to lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Giới chuyên gia đã đánh giá các thuộc tính độc đáo, khả năng hoạt động và cải tiến của drone FPV của Nga, đặc biệt là những loại do quân đội Nga phát triển. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều đưa ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Erya Novosti ngày 30 tháng 10 dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov xác nhận UAV của Ukraine đã đánh trúng tòa nhà trong trường đặc nhiệm Nga ở khu vực Gudermes thuộc Cộng hòa Chechnya nhưng không khiến các sinh viên và giáo viên thiệt mạng mà làm chết chính binh sĩ của Ukraine. Ông Kadyrov cho biết Kiev cố làm hại chúng tôi nhưng hóa ra lại làm chết binh lính của mình. Ông Kadyrov tiết lộ rằng có 10 tù nhân Ukraine ở mỗi địa điểm chiến lược. Tuy nhiên, Ông Kadyrov không nêu chi tiết về tình hình giam giữ tù binh Ukraine ở Chechnya và chi tiết thương vong sau vụ việc. Trường đặc nhiệm Nga ở Gudemesh là trường đại học được đặt theo tên Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, theo báo Gazeta của Nga. Trước đó, hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy UAV đã đánh trúng tòa nhà bên trong khuôn viên của trường, khiến mái nhà bốc cháy. Đây là lần đầu tiên một cơ sở đào tạo ở vùng Chechnya bị Ukraine tập kích kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra Ông Karirov cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine và Chechnya sẽ chỉ dẫn đến sự trừng phạt khắc nghiệt. Trường đặc nhiệm tại Gudames đã đào tạo hơn 19.000 lính tình nguyện tham gia quân đội Nga từ khi xung đột giữa nước này với Ukraine bùng phát. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng thăm cơ sở này trong chuyến đi tới Chechnya hồi tháng 8. Ông Karirov cho biết Chechnya đã điều hơn 47.000 quân tham gia xung đột Nga-Ukraine, trong đó có số lính tình nguyện nói trên. Các đơn vị dưới quyền ông Karirov từng tham gia nhiều chiến dịch, trong đó có đợt tiến công nhằm vào Kiev và Mariupol. Đặc nhiệm Chesnya đã thu nhận khoảng 3.000 cựu binh Wagner, nhận định đây là bước tiến quan trọng để tăng cường hiệu quả cho hoạt động của họ, cũng như củng cố năng lực quốc phòng của Nga. Ngoài ra, một nguồn tin tình báo nói với tờ Kiev Independent rằng cuộc tấn công có thể đã được thực hiện từ các nước Cộng hòa Bắc Kapkaz lân cận của Nga. Nguồn tin nghĩ rằng đây không phải là một trong những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga, mà là kết quả của một cuộc đấu đá cục bộ nguyên cớ dường như liên quan đến một cuộc xung đột giữa nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov và các nhà lập pháp từ các nước Cộng hòa Kapkaz lân cận. Nhà lãnh đạo Chechnya cáo buộc các ông Bekhan Barakhoyev, Suleiman Kerimov và Rizan Kubanov từ Dagestan và Ingushetia âm mưu ám sát ông. Ông Kadyrov dọa sẽ có hành động cứng rắn nếu họ không chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho rằng lời cáo buộc của ông Kadyrov ít nhiều có liên quan đến vụ xả súng chết người tại văn phòng của Iberis, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga ở Moscow vào tháng 9 vừa qua. Theo dữ liệu nguồn mở, trong vòng hơn một tháng qua, các lực lượng Nga đã đạt được tốc độ tiến công nhanh nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022. Bất chấp việc quân đội Kiev vẫn đang chiếm giữ một phần vùng Kursk Trọng tâm trong chiến dịch của Nga trong những tháng gần đây là khu vực Donbass. Ở miền đông Ukraine, nơi Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Mới đây nhất, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ viết, tốc độ tiến công của Nga ở Ukraine đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với giao tranh chiến hào hơn là các cuộc đột kích cơ giới nhanh chóng. Giới phân tích lưu ý rằng, các báo cáo gần đây của phương Tây so sánh tốc độ tiến công của Nga vào tháng 9 với các bước phát triển của họ khi xung đột bắt đầu bùng nổ là rất sai lệch. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ước tính rằng vào tháng 3 năm 2022, lực lượng Moscow đã tiến quân với tốc độ trung bình là 1.265 km vuông mỗi ngày, gần gấp 90 lần so với khoảng 14 km vuông mà các chuyên gia ước tính họ đạt được mỗi ngày vào tháng 9. ISVK nhận định, việc lực lượng Moscow tiến nhanh vào sâu trong lãnh thổ Ukraine bao gồm việc tạm thời chiếm giữ các phần quan trọng ở Kiev, Chernihiv, Sumy và Kharkov là đặc điểm của tháng đầu tiên trong kế hoạch quân sự. Còn các hành động tấn công gần đây được đặc trưng bởi những thành công nhỏ, cục bộ, mang tính chiến thuật. ISVK phân tích, tính đến ngày 1 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Uleda, tiếp tục tiến về phía Bắc và Tây Bắc Uleda, đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể tại và gần Selidovo, phía đông nam Pokrovsk trong tuần qua. Theo các chuyên gia, tốc độ tiến công hiện tại của Nga phù hợp hơn với các đánh giá gần đây của ISV kép rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tấn công cơ giới trên khắp khu vực chiến đấu trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện. Ở một diễn biến khác, Reuters đưa tin thị trường thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitaly Klitschko cho biết một số vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev và sang sớm 30 tháng 10 và một đám cháy đã bùng phát do cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Nga. Trên trang Telegram, ông Klitschko nêu rõ các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Các nhân chứng đã nghe thấy một loạt tiếng nổ kinh hoàng ở những nơi có vẻ như có các đơn vị phòng không đang hoạt động. Trước đó, ngày 27 tháng 10, các kênh Telegram của Nga đưa tin thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy rượu ở tỉnh Voronezh của Nga. Thống đốc tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev cho hay vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp chưa xác định và làm một người bị thương. Theo ông Gusev, khoảng 10 UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị chặn lại trên khu vực này vào đêm 27 tháng 10 với các mảnh vỡ rơi xuống một doanh nghiệp công nghiệp và gây ra hỏa hoạn. Nga đã bước thêm một bước trong việc tăng cường năng lực quốc phòng bằng việc chuyển giao dòng xe bọc thép chở quân BTR, MDM, Rakuska M cho các lực lượng vũ trang đang chiến đấu tại Ukraine. Được phát triển bởi tập đoàn Rostec trong khuôn khổ trật tự quốc phòng năm 2024. BTR-MDM Rakuska-M không chỉ là một phương tiện vận chuyển quân mà còn là một cỗ máy chiến đấu hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chiến trường hiện đại. Việc chuyển giao thành công này thể hiện sự tiến bộ trong chương trình hiện đại hóa quân sự, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng tác chiến bằng đường không của Nga. BTR-MDM Rakuska-M được thiết kế với một loạt cải tiến nhằm đối phó với sự thay đổi không ngừng của chiến đấu hiện đại. Xe được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, giúp vô hiệu hóa các máy bay không người lái UAV của đối phương thông qua khả năng chế áp sóng điều khiển, một tính năng đặc biệt quan trọng khi đối mặt với các mối đe dọa trên không. Lớp vải ngụy trang Nakika trên Rakushka-M có tác dụng giảm mức độ hiển thị trong phổ hồng ngoại cũng như radar cũng như thiết bị nhìn đêm cho người lái xe. Rakushka-M là phương tiện bọc thép tương đối rẻ tiền, được chế tạo nhằm tăng số lượng taxi chiến trường trong quân đội Nga bên cạnh những chiếc BMP-3 mạnh nhưng đắt đỏ hơn. Trên chiến trường Ukraine, một số chiếc xe bọc thép chở quân Rakuska M đã bị bắt giữ làm chiến lợi phẩm và được các binh sĩ Kiev tái sử dụng. Điểm đặc biệt của BTR MDM Rakuska M là khả năng triển khai từ trên không cùng với kiếp lái bên trong, giúp xe trở thành công cụ lý tưởng cho các nhiệm vụ tấn công đổ bộ đường không. Đây là mẫu xe bọc thép đầu tiên được phát triển ở Nga thời hậu Soviet có khả năng này, khẳng định sự cam kết của Rostec trong việc nâng cao tính linh hoạt và tầm với của các lực lượng vũ trang Nga. Nhờ tính năng này, BTR-MDM, rakushka m có thể nhanh chóng tiếp cận các vị trí tiền tuyến khó khăn, mang lại lợi thế về tốc độ và sự bất ngờ trong các chiến dịch tác chiến. Với loạt cải tiến hiện đại, từ khả năng ngụy trang và tác chiến điện tử đến tính năng triển khai từ trên không, BTR, MDM, rakushka M thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc của Nga vào việc nâng cao năng lực quốc phòng. Không chỉ là một phương tiện vận tải bọc thép, Rakushka-M đang dần trở thành biểu tượng cho sức mạnh và tính cơ động của quân đội Nga trong cuộc xung đột hiện tại. Video được truyền thông Ukraine đăng hôm 29 tháng 10 cho thấy phương tiện bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone FPV nước này tìm cách áp sát để hạ máy bay không người lái trinh sát Nga. Tuy nhiên, phi cơ Nga liên tục bổ nhào và ngoặt gấp khi drone FPV đến gần từ phía sau. Drone FPV của Ukraine sau đó tiếp cận từ bên dưới và mất tín hiệu, dường như do kích hoạt đầu đạn nổ mảnh để phá hủy mục tiêu. Tài khoản Zoronsai, chuyên đăng tư liệu về các đòn tập kích của Nga tại Ukraine hôm 27 tháng 10 cũng công bố video tương tự, cho biết đây là cuộc thử nghiệm UAV trang bị hệ thống đối phó thiết bị bay không người lái của Ukraine. Ngoài góc nhìn từ drone FPV, video còn có hình ảnh từ máy quay gắn ở đuôi UAV trinh sát. Tài khoản này cho hay, UAV được trang bị camera hướng ra sau, kèm theo công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Nếu cảm biến phát hiện drone đối phương, phi cơ sẽ lập tức cơ động né tránh và tìm cách cắt đuôi Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Nga cho rằng UAV trinh sát trong video là mẫu Z-16 do công ty Zala Aero thuộc tập đoàn Kalashnikov phát triển. Đây là nhà sản xuất nhiều loại UAV đang được Nga triển khai trong chiến dịch ở Ukraine, trong đó có phi cơ cảm tử Lancet. Ở chiều ngược lại, UAV mới của Ukraine hiện cũng được trang bị trí tuệ nhân tạo AI, giúp nó có tỷ lệ đánh trúng mục tiêu lên tới 80%. AI được trang bị cho UAV được cho là có thể dễ dàng định vị người lính Nga thông qua quân phục, vũ khí và cách thức chuyển động. Theo các bài viết trên tạp chí Times và Fox News, AI đã tạo ra bước phát triển nhảy vọt cho các UAV Ukraine, giúp các UAV này có tỷ lệ đánh trúng mục tiêu tăng vọt từ dưới 50% vào năm 2023 lên 80% trong năm nay 2024. Bước tiến này phần lớn là nhờ phần mềm AI do công ty Palantir có trụ sở tại Mỹ cung cấp. Một ví dụ về thành công công nghệ là UAV trinh sát Saker được cấy AI của hãng Palantir. UAV này được cho là có khả năng độc lập nhận diện ra nhân lực, xe tăng, xe thiết giáp, rồi truyền thông tin đó về chốt chỉ huy để lựa chọn thời điểm và vũ khí để tấn công mục tiêu. Điểm mấu chốt nằm ở năng lực học của AI và nỗ lực huấn luyện của trắc thủ UAV để giúp phần mềm của Saker phân biệt được binh sĩ Nga bằng quân phục, vũ khí và thiết bị. Thậm chí, cả bằng cách di chuyển của lính Nga AI của UAV Shaker sẽ nhận diện được các yếu tố này sau khi được nạp vô số video về lực lượng tác chiến của Nga. UAV đóng vai trò quan trọng trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều ra sức phát triển lĩnh vực UAV để tăng hiệu quả tác chiến trên chiến trường. Ukraine đặc biệt đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất UAV để hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây. Trong bối cảnh phương Tây chưa đồng ý để Kiev thực hiện các vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ, Ukraine tuyên bố đã chế tạo được UAV có tầm hoạt động lên đến hơn 1.000 km. Pravda Ukraine đã dẫn thông báo của không quân Ukraine mới đây xác nhận Nga triển khai 62 UAV các loại tập kích mục tiêu ở Ukraine trong đêm. Trong đó, 33 chiếc UAV đã bị phòng không Ukraine đánh chặn trên bầu trời thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác. Không quân Ukraine nêu, 25 chiếc UAV khác đã bị mất dấu. Thông tin đang được làm rõ và cập nhật chưa rõ thông tin về 4 chiếc UAV còn lại và các tên lửa mà Nga sử dụng. Ukraine nói rằng Nga bắn tên lửa vào tỉnh Sumy, tiếp giáp bang cơ của Nga, nơi Nga đang đẩy mạnh phản công. Trong tuyên bố cùng ngày, Ukraine cũng cho biết Nga còn tăng cường đem bom dẫn đường vào các mục tiêu dọc chiến tuyến theo hướng Sumy, Kharkov và Donetsk, nhưng chưa rõ tác động. Nga, Ukraine những tháng qua thường xuyên triển khai lượng lớn UAV tập kích mục tiêu cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ đối phương trong bối cảnh tình hình giao tranh trên thực địa ở bang Kurska và vùng Donetsk diễn ra rất ác liệt. Vào tháng 9, Nga đã mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine mỗi ngày trong suốt một tháng. Theo tờ Kiev Independent, cho đến nay, thiệt hại và thương vong do các cuộc tấn công của UAV Nga được ghi nhận tương đối hạn chế. Mặc dù thiệt hại không đáng kể, nhưng giới chuyên gia đã cảnh báo rằng không nên coi thường những cuộc tấn công là chiến dịch không hiệu quả. Thay vào đó, giới chuyên gia nhận định đó là một phần của chiến dịch nhằm làm suy yếu cũng như định vị hệ thống phòng không của Ukraine để chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn hơn trong tương lai gần. Ông Sidhat Kausan, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Rusi của Anh, từng cho rằng việc mở các đợt tấn công hàng loạt UAV mỗi ngày, ngay cả khi hầu hết chúng đều bị chặn, có thể mang lại hai lợi ích cho Nga. Thứ nhất, Nga dường như mong muốn làm suy giảm kho dự trữ tên lửa phòng không của Ukraine trước khi Nga dùng tên lửa hành trình và đạn đạo quý hơn và ít hơn của mình. Theo ông Cao San, lợi ích thứ hai đối với lực lượng Nga là việc Ukraine cố gắng đánh chặn UAV đồng nghĩa với việc làm lộ mạng lưới phòng không của Ukraine. Cũng theo ông Cao San, Nga sẽ tăng cường dùng tên lửa và UAV hết mức có thể, dù có những yếu tố hạn chế đối với số lượng tên lửa mà Nga có thể phóng trong bất kỳ cuộc tấn công nào. Chẳng hạn như số lượng bệ phóng có sẵn để định vị những tuyến đường xác định mục tiêu để chuẩn bị tấn công. Truyền thông Ukraine mới đây đưa tin, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa đạn đạo Iskander và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Không quân Ukraine cho biết, ngay trong đêm, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M vào thành phố Kariviri từ Crimea và 48 máy bay tấn công không người lái từ các tỉnh Orel và Kursk. Ukraine đã kích hoạt hệ thống phòng không ở Kiev, Chikasi, Vinitsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Sumy, Chernihiv và Poltava. Không quân Ukraine nhấn mạnh, máy bay Nga đã liên tục thả bom dẫn đường xuống các vùng lãnh thổ tiền tuyến theo nhiều hướng khác nhau. Trong những ngày gần đây, Nga được cho là đang gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thay vì sử dụng tên lửa đạn đạo. Giới quan sát cho rằng đây có thể là giải pháp hiệu quả giúp quân đội Nga tiết kiệm chi phí. Cũng có ý kiến cho rằng Nga đang tích trữ tên lửa để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai gần. Trước đó, theo các blogger quân sự của Nga và phương tiện truyền thông Ukraine, tên lửa Iskander mới dự kiến sẽ được đặt tên là Iskander 1000 sau khi mở rộng tầm bắn lên tới 1.000 km và nâng cấp đầu đạn. Một số báo cáo cho biết Nga đã công bố mẫu tên lửa mới thông qua video tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập bãi thử tên lửa Kapustinia. 9K720 Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động được Nga triển khai rộng rãi trong kế hoạch quân sự tại Ukraine. Tên lửa có tầm bắn từ 150 đến 500 km, bay theo quỹ đạo bán đạn đạo giống tên lửa hành trình nhưng có tốc độ lớn hơn Mach 4, gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Kể từ khi được triển khai trên chiến trường, tên lửa Iskander đã đặt ra những thách thức đáng kể cho các lực lượng Ukraine. Giới phân tích cho rằng, phiên bản mới của tên lửa Iskander 1000 thậm chí còn gây ra mối đe dọa lớn hơn cho quân đội Ukraine. Theo cơ quan truyền thông Defense Express của Ukraine, tên lửa Iskander mới có thể lưu trữ mô hình mục tiêu 3 chiều, đảm bảo độ chính xác khi tấn công với phạm vi sai lệch chỉ khoảng 5 mét. Đầu đạn được nâng cấp của tên lửa có thể sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tự động có khả năng hiệu chỉnh định vị vệ tinh hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường bằng radar dựa trên bản đồ địa hình trong khu vực ở giai đoạn bay cuối cùng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Bilushov đã chúc mừng quân đội Nga sau khi giành quyền kiểm soát khu định cư Selidovo ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã gửi lời chúc mừng tới chỉ huy và các binh sĩ cử lũ đoàn bộ binh cận vệ số 30. Bằng cách nêu gương về sự kiên cường và bền bỉ các binh sĩ đã vững vàng tiến về phía trước. Họ dũng cảm thực hiện nhiệm vụ của mình, theo hướng Krasnoyarmysk, đẩy lùi đối phương. Ông Belushov cũng chúc mừng lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 15, Alexandria. Ông chỉ ra rằng hơn 8.700 binh sĩ thuộc lữ đoàn này đã được vinh danh bằng những giải thưởng, trong đó có 5 người được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Bộ trưởng chúc mừng Trung đoàn Bộ binh 433, những người đã tham gia giành quyền kiểm soát các khu định cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là Novo Aleksandrovka, Novo Grodoka và Zelenoye. Hơn 1.000 binh sĩ đã được trao tặng các giải thưởng nhà nước. Ông cảm ơn các binh sĩ vì đã cam kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, đồng thời khẳng định họ sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một cách danh dự, bảo vệ lợi ích cũng như đảm bảo an ninh cho nước Nga. Vào tháng 6 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo, kể từ khi kế hoạch quân sự được phát động, hơn 10.000 binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đã nhận được các khoản thanh toán, tức phần thưởng đặc biệt vì đã đích thân phá hủy hoặc thu giữ thiết bị quân sự của đối phương. Thời điểm đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, các phi công quân sự và các đơn vị phòng không đã bắn rơi nhiều máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu của Ukraine và tiền thưởng đã lên tới 300.000 rúp, tương đương với 3.577 đô la Mỹ cho mỗi lần bắn chúng. Số tiền tương tự cũng đã được thưởng cho mỗi trường hợp trong việc phá hủy hệ thống tên lửa tochka u hoặc hệ thống phóng nhiều tên lửa HIMARS MRLS do Mỹ cung cấp. Theo thống kê, đã có 15 trường hợp được nhận thưởng. Các binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh và lực lượng dù của Nga cũng như các đơn vị bộ binh thuộc hải quân, bao gồm cả các đội pháo binh, được nhận 100.000 rúp, tương đương 1.193 đô la Mỹ cho mỗi chiếc xe tăng Ukraine bị phá hủy. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo tờ Washington Giữa tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, Lầu Năm Góc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khi phải ứng phó với các cuộc tấn công tên lửa từ Iran và các lực lượng thân Tehran trong khu vực nhằm vào Israel. Số liệu từ Hải quân Mỹ cho thấy, kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023, các tàu chiến Mỹ đã phải sử dụng số tên lửa đánh chặn trị giá hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào Israel và tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Nước này đã phóng hơn 100 tên lửa Standard Missile kể từ khi Hamas tấn công Israel. Đây là loại tên lửa đánh chặn phổ biến nhất được Mỹ sử dụng, thường được phóng từ tàu chiến để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran và ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Trong chiến thuật phòng thủ, Hải quân Mỹ thường phóng hai tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, mỗi tên lửa Standard có giá thành lên tới hàng triệu đô la Mỹ, khiến việc đánh chặn các vũ khí giá rẻ của Iran trở nên vô cùng tốn kém. RTX Nhà sản xuất Standard Missile chỉ có thể sản xuất tối đa vài trăm tên lửa mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng này phải chia sẻ cho ít nhất 14 quốc gia đồng minh của Mỹ. Elias Yusif, chuyên gia từ Trung tâm Stimson nhận định, Mỹ chưa phát triển được ngành công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để đáp ứng một cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn ở cả châu Âu và Trung Đông, trong khi vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu riêng. Việc tăng số lượng vũ khí trên gặp nhiều khó khăn vì đòi hỏi các công ty phải mở rộng cơ sở sản xuất và tuyển thêm nhân công. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường e ngại đầu tư mở rộng khi chưa có cam kết mua hàng dài hạn từ lầu năm góc. Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Carlos Del thừa nhận rằng ở mức độ càng tinh vi, tên lửa càng khó sản xuất. Ông cho biết đã hồi thúc ngành công nghiệp tăng sản lượng Standard Missile do nhu cầu cao ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công tên lửa của Iran và Israel đầu tháng 10 này, lực lượng Mỹ và Israel đã phải để lọt một số trong khoảng 180 tên lửa của Iran khi biết chắc chúng không nhắm vào các mục tiêu quan trọng nhằm tiết kiệm kho dự trữ tên lửa đánh chặn. Mark Montgomery, cựu chuẩn đô đốc Mỹ cảnh báo, việc sử dụng quá nhiều tên lửa đánh chặn ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông cho rằng, điều này làm chậm kế hoạch tái vũ trang để ứng phó với Trung Quốc. Trước tình hình này, Lầu Năm Góc đã tăng cường triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như THAD và Patriot tới Israel, đồng thời xem xét các công nghệ thay thế và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty mới để tăng số lượng tên lửa phòng không. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng đến gần và trở nên kịch tính hơn, thì trên mạng xã hội và một số kênh tin tức liên tục xuất hiện thông tin sai sự thật. The New York Times gọi thông tin sai lệch như trên là sự bôi nhọ, dối trá, vốn là một trong những đặc điểm thường xuất hiện trong quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, hai tuần trước cuộc bỏ phiếu năm nay, dòng chảy của những sự thật nửa vời, thông tin dối trá và bịa đặt, cả từ trong và ngoài nước Mỹ, đã xảy ra theo cách chưa từng có trước đây thông tin sai sự thật có tác động lớn. Chúng có thể làm giảm lòng tin của cử tri đối với hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ. Rộng hơn nữa, những thông tin này có thể làm sói mòn các nền tảng quy tắc bầu cử. Làm suy yếu niềm tin của người dân về việc các cuộc bầu cử của Mỹ diễn ra tự do và công bằng, bất kể người chiến thắng là ai. Nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng, những nỗ lực nhằm làm mất uy tín của cuộc bầu cử năm nay có thể gây ra tác hại, thậm chí lớn hơn cả những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020 một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra 25% thành viên Đảng Cộng Hòa đồng ý với quan điểm Phó Tổng thống Kamala Harris không phải là công dân Mỹ. Trong khi đó, hơn 30% cử tri dân chủ tán thành những tuyên bố rằng vụ ám sát hụt hồi tháng 7 nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là giàn dựng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu đã chỉ ra, thông tin sai lệch không đủ sức nặng để thay đổi kết quả bầu cử. Nhưng điều này không đồng nghĩa rằng tin giả không gây ra các sự cố trong lòng nước Mỹ. Để giảm thiểu tin giả liên quan bầu cử, các cơ quan chính phủ Mỹ đã vào cuộc. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ đã ban hành các bản thông báo về việc thông tin sai sự thật liên quan cuộc bầu cử. Một trong những đơn vị tiên phong trong việc kiểm tra thông tin chính trị sai sự thật tại Mỹ là PolitiFact, đơn vị được nhà báo Bill Erdai thành lập vào năm 2007. PolitiFact sử dụng thang đo của họ để đo lường các tuyên bố mà các chính trị gia đưa ra, từ đó kết luận phát ngôn của các chính trị gia có đúng hay không. Tuy nhiên, chính ông Adlai cũng thừa nhận nỗ lực của Politifact khó có thể ngăn chặn những thông tin sai sự thật hiện nay. Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử bang Pennsylvania mới đây, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ ban hành đạo luật thương mại có qua có lại với EU. Ông cảnh báo nếu ông tái đắc cử liên minh châu âu eu sẽ trả giá đắt vì không mua đủ hàng hóa mỹ ông trump nói trong cuộc vận động ở bang chiến trường pennsylvania rằng tôi sẽ nói với các bạn điều này liên minh châu âu nghe rất dễ chịu đáng mến đúng không tất cả các quốc gia châu âu nhỏ bé hợp lại với nhau họ không mua ô tô của chúng ta họ không mua nông sản của chúng ta họ bán hàng triệu hàng triệu chiếc xe vào mỹ không họ sẽ phải trả một cái giá cao phía eu chưa lập tức phản ứng về tuyên bố này theo euronews quan hệ thương mại Mỹ-EU có giá trị lớn nhất thế giới, khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa và dịch vụ hàng năm. EU đang hưởng lợi hơn Mỹ khi báo cáo cho thấy EU hưởng thẳng dư 156 tỷ đô la Mỹ về hàng hóa trong năm ngoái, trong khi bị thâm hụt 104 tỷ đô la Mỹ về dịch vụ. Ngân hàng Goldman Sachs ước tính thuế suất 10% của Mỹ sẽ khiến GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone giảm 1%. Các nhà kinh tế khác dự báo Đức sẽ là nước chịu thiệt hại nặng nhất do phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế 10% lên hàng hóa của tất cả các nước nhập vào Mỹ, riêng Trung Quốc là 60%. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu gánh nặng kinh tế từ thuế suất đó. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng đề xuất này sẽ tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, có khả năng gây gia tăng chi phí và những sự đáp trả. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris vừa cảnh báo trước hàng chục ngàn người tập trung tại sự kiện của bà ở Washington rằng ông Trump đang tìm kiếm một loại quyền lực không bị kiểm soát. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể làm đảo ngược rất nhiều, nếu không nói là toàn bộ chính sách thương mại của EU, từ thương mại đến trợ cấp công nghiệp hay điều tra chống độc quyền. Tuy nhiên, không lĩnh vực nào gây lo lắng nhiều như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Brussels lo ngại nếu ông Trump chiến thắng, Ukraine sẽ phải tự lo liệu vì châu Âu không thể lấp vào chỗ trống mà Mỹ để lại trong hoạt động viện trợ cho Kiev. Vừa qua, một thùng phiếu dành cho cử tri bỏ phiếu vắng mặt tại thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ bất ngờ bốc cháy, khiến ba phiếu bầu bị hư hại. Sau đó vài giờ, vụ cháy tương tự cũng xảy ra ở thành phố Vancouver thuộc bang Washington, Mỹ. Hệ thống dập lửa tự động của thùng phiếu không hoạt động hiệu quả và hàng trăm phiếu bầu trong thùng bị hủy hoại. Theo đó, cục cảnh sát Portland cho biết trong một tuyên bố rằng thiết bị gây cháy đã được gắn vào bên cạnh thùng bỏ phiếu. Các quan chức bầu cử địa phương cho biết Bình chữa cháy trong thùng phiếu ở Portland đã bảo vệ hơn 400 lá phiếu ở bên trong. Ông Greg Kimsey, quan chức bầu cử ở hạt Clark, nơi có thành phố Vancouver tuyên bố, đây là một vụ tấn công trực diện vào nền dân chủ. Đáng chú ý, các vụ đốt thùng phiếu trên diễn ra ở hai khu vực đang cạnh tranh sát sao cho các ghế tại Hạ viện Mỹ, nơi cả hai đảng dân chủ và cộng hòa đều hy vọng có thể giữ một ghế và lật ngược ghế còn lại. Cả khu vực bầu cử số 5 do các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa nắm giữ ở bang Oregon và khu vực bầu cử số 3 do Đảng Dân Chủ kiểm soát ở bang Washington đều được dự báo là rất khó lường. Hạng nghị sĩ Lori Chavez-Doremer của bang Oregon từng trở thành ứng cử viên đầu tiên của Đảng Cộng Hòa, giành chiến thắng tại khu vực số 5 sau khoảng 25 năm trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ năm 2022. Tuy nhiên, ở kỳ bầu cử này, bà Chavez-Doremer sẽ phải đối mặt với bà Janelle Bynum, người từng đánh bại bà ở các cuộc đua vào cơ quan lập pháp tiểu bang trong quá khứ. Đảng Dân Chủ có một chút lợi thế ở khu vực bầu cử số 5, nhưng khoảng 1 phần 3 cử tri tại đây được xác định là phi đảng phái. Và cả hai ứng cử viên đều cố gắng tận dụng điều đó khi chỉ trích đối thủ của mình là cực đoan. Trong khi đó, tại bang Washington, hạ nghị sĩ Marie Glusenkamp Perez của Đảng Dân Chủ phải bảo vệ ghế của mình trong cuộc tái đấu đầy căng thẳng với ông Joe Kent, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, được đích thân cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn. Đáng chú ý, bà Perez từng giành thắng lợi bất ngờ cách đây 2 năm khi đánh bại chính ông Kent với khoảng cách 2629 phiếu tại một địa bàn chưa từng bầu ra bất kỳ hạ nghị sĩ nào thuộc Đảng dân chủ suốt hơn một thập kỷ. Sau sự kiện trên, bà Perez đã thông báo với các cử tri của mình trên mạng xã hội X rằng bất kỳ cử tri nào đã bỏ phiếu vào thùng tại trung tâm vận tải Fisher Landing ở Vancouver ở bất kỳ thời điểm nào trong tuần này nên liên hệ ngay với ban bầu cử của văn phòng kiểm toán quận Clark để được cấp phiếu bầu thay thế. Trong khi đó, ông Kent cũng kêu gọi các cử tri kiểm tra tình trạng phiếu bầu qua thư của mình và không nên nhụt chí vì các vụ đốt phá gần đây, đồng thời khẳng định bản thân đã bỏ phiếu qua thư vào tuần trước. Để trấn an người dân đi bầu cử, Chủ tịch quận Monoma thuộc bang Oregon, bà Jessica Vega Peterson cam kết sẽ không để các sự cố này ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu từ nay đến ngày 5 tháng 11. Bà Peterson nói, xin đừng để những sự cố này hoặc bất kỳ điều gì xảy ra ngăn bạn bày tỏ ý kiến qua lá phiếu của mình từ bây giờ đến ngày bầu cử, nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào bạn, và bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giữ cho quá trình này an toàn và bảo mật. Các quan chức khác tại Washington và Oregon cũng chấn an người dân rằng những sự việc tương tự sẽ không lan rộng và không làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử mỹ. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump không có sự chênh lệch lớn. Trong bối cảnh đó, quận Maricopa không chỉ có vai trò quyết định tại bang Arizona mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả bầu cử của Mỹ, đặc biệt trong các cuộc đua sát sao giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Đây là quận lớn thứ tư trong cả nước Mỹ với diện tích trên 23.000 km vuông và 4,5 triệu cư dân, chiếm 60% cử tri toàn bang Arizona. Do đó, kết quả bầu cử tại Maricopa thường phản ánh chính xác khuynh hướng của cả bang, thậm chí có thể xoay chuyển kết quả bầu cử tổng thống hoặc đảng sẽ kiểm soát thượng viện. Việc kiểm phiếu ở đây thường kéo dài do các yếu tố đặc thù, quy mô dân số lớn, quy trình kiểm phiếu qua thư phức tạp và quy định cho phép cử tri sửa phiếu trong vòng 5 ngày sau ngày bầu cử nếu có lỗi. Điển hình như năm 2022, 1 phần 5 số phiếu bầu tại Maricopa khoảng 293.000 phiếu được gửi qua thư, đòi hỏi quy trình kiểm tra chữ ký, quét mã và phân loại tỉ mỉ để đảm bảo tính hợp lệ. Điều này khiến việc kiểm phiếu kéo dài từ 1 đến 2 tuần, làm tăng nghi ngờ về tính minh bạch và góp phần thúc đẩy các thuyết âm mưu xung quanh quy trình kiểm phiếu. Trong quá khứ, Maricopa là trung tâm của những căng thẳng chính trị và là nơi diễn ra nhiều sự kiện gây chú ý. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Donald Trump tuyên bố đã chiến thắng tại Arizona. Bất chấp các kết quả ban đầu cho thấy điều ngược lại. Những người ủng hộ ông đã tập trung bên ngoài văn phòng bầu cử của quận, mang theo cờ và vũ khí để phản đối, thậm chí có hành vi đe dọa các nhân viên bầu cử. Thậm chí luật sư Rudy Giuliani của ông Trump đã tổ chức các buổi điều trần tại một khách sạn ở Phoenix nhằm thúc đẩy lập luận về gian lận bầu cử tại Maricopa. Ông Stephen Richter, một quan chức bầu cử thuộc Đảng Cộng hòa, đã lên tiếng bảo vệ kết quả bầu cử của quận nhưng lại bị chính ông Trump chỉ trích dẫn đến việc ông richter và gia đình nhận nhiều lời đe dọa ông richter cũng cho biết một số thành viên đảng cộng hòa vẫn hoài nghi về quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu tại maricopa vì đây là nơi lý tưởng để làm suy yếu niềm tin vào hệ thống bầu cử quốc gia với đặc điểm là quận giao động trong bang giao động maricopa trở thành tâm điểm cho những thuyết âm mưu và nghi ngờ về tính công bằng trong bầu cử quận maricopa trước đây từng là thành trì của đảng cộng hòa đặc biệt khi dân số còn ít và phần lớn cư dân theo đuổi tư tưởng bảo thủ. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 20 đến nay, dòng người nhập cư Mexico ngày càng tăng đã thay đổi đáng kể thành phần dân cư, khiến cán cân chính trị tại đây nghiêng về phía dân chủ. Một trong những vụ việc đáng chú ý như năm 2010, Arizona thông qua luật SB 1070, còn gọi là Somi Job Papers, cho phép cảnh sát kiểm tra giấy tờ của những người bị nghi ngờ là nhập cư bất hợp pháp. Đây là một trong những đạo luật chống nhập cư khắc nghiệt nhất cả nước, khiến nhiều người gốc Latin tại Maricopa quay lưng với đảng Cộng Hòa, góp phần làm quận chuyển màu từ đỏ sang xanh. Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của quận đã thu hút những cư dân mới thuộc tầng lớp trung lưu và có học vấn cao. Các khu phố giàu có xung quanh thành phố Phoenix còn được gọi là khu vực đảo ngược, từ lâu ủng hộ đảng Cộng Hòa nhưng đã dần chuyển sang đảng Dân Chủ. Sự thay đổi này có liên quan đến trình độ học vấn người dân tại đây trước kia có học vấn thấp hơn mức trung bình toàn quốc, nhưng hiện nay, tỷ lệ người dân có bảng đại học ở Maricopa đã cao hơn mức trung bình quốc gia. Đây là một trong những yếu tố giúp Đảng Dân Chủ mở rộng sự ủng hộ, khi những cử tri trẻ và có trình độ học vấn cao thường có khuynh hướng cấp tiến hơn. Kết quả là Arizona đã bầu một thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ năm 2022, và hiện cả hai thượng nghị sĩ đại diện bang này cũng là thành viên Đảng Dân Chủ. Sự thay đổi đáng kể này tại Maricopa đã phản ánh và đồng thời thúc đẩy xu hướng chính trị tại Arizona, biến quận này thành một trong những khu vực có ảnh hưởng quyết định trong các cuộc bầu cử toàn quốc của Mỹ. Trong một tuần nữa, hơn 200 triệu cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu lựa chọn giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ bà Kamala Harris để làm người lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump và bà Harris đã đưa ra hai tầm nhìn chính sách hoàn toàn khác biệt về nhiều chính sách quan trọng cho nước Mỹ, đặc biệt là kinh tế và nhập cư, hai vấn đề nóng được cử tri quan tâm hàng đầu. Mặc dù bức tranh kinh tế Mỹ nhìn chung đã tươi sáng hơn trong những tháng gần đây, Phó tổng thống Harris thừa nhận, sau gần 4 năm nhiệm kỳ của cấp trưởng Joe Biden, chi phí sinh hoạt vẫn còn quá cao đối với người Mỹ vì lạm phát tăng vọt. Ứng cử viên Đảng Dân chủ nói bà muốn xây dựng nền kinh tế cơ hội tập trung vào tầng lớp trung lưu với các kế hoạch chống đầu cơ giá, thúc đẩy phát triển nhà ở, hỗ trợ người mua nhà lần đầu và mở rộng tín dụng thuế trẻ em. Tín dụng thuế trẻ em được hiểu là khoản khấu trừ thuế mà các gia đình có thể nhận khi sinh con. Bà Harris cũng cam kết cắt giảm thuế cho hàng chục triệu gia đình có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời ủng hộ giảm thuế cho các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, bà muốn tăng thuế đối với doanh nghiệp lớn và người Mỹ có thu nhập từ 400.000 đô la Mỹ mỗi năm. Phó Tổng thống cũng ủng hộ đề xuất bỏ tiền thuế boa, điều mà ông Trump cũng đồng tình. Trong lĩnh vực thương mại, bà Harris dự kiến duy trì chính sách dưới thời Tổng thống Biden dựa vào thuế quan và hạn chế xuất khẩu để thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong nước với hàng Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử, bà cũng đã đề cập tới các khoản đầu tư đầy tham vọng của chính quyền Biden vào cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, ông Trump cam kết chấm dứt lạm phát và giúp nước Mỹ có giá cả phù hợp hơn. Cam kết giảm lạm phát của ông Trump chủ yếu dựa vào kế hoạch cắt giảm giá năng lượng bằng cách tăng khoan thăm dò khai thác dầu khí bãi bỏ các quy định về môi trường liên quan đến hoạt động này ông đã chỉ trích gây gắt việc tăng lãi suất vốn được xem là công cụ chống lạm phát của cục dự trữ liên bang mỹ fed ông trump gần đây cho rằng tổng thống nên có tiếng nói trong các quy định của fed cơ quan vốn hoạt động độc lập với chính quyền mỹ bên cạnh đó cựu tổng thống donald trump và các thành viên đảng cộng hòa coi nhập cư là mũi nhọn để công kích bà harris cho rằng phó tổng thống đã dành quá ít thời gian tới thăm các khu vực biên giới trong nhiệm kỳ. Trong hai lần tranh cử trước đó, ông Trump luôn coi siết quản lý nhập cư là trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình và nhận được sự ủng hộ từ nhiều cử tri Mỹ. Thăm dò được NBC News thực hiện tháng trước chỉ ra, 54% cử tri Mỹ nghĩ rằng ông Trump sẽ xử lý tốt hơn vấn đề bảo vệ biên giới và kiểm soát nhập cư, trong khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 33%. 57% cử tri được hỏi cho rằng bà Harris sẽ đối xử tốt và nhân đạo hơn với người nhập cư cũng như bảo vệ quyền lợi của họ trong khi ông Trump là 29%. Theo nhận định của nhà kinh tế Christopher Barrow, người được Bloomberg đánh giá là nhà dự báo hàng đầu về nền kinh tế Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump rất có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử, ứng cử viên Đảng Dân Chủ và là phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris hiện dẫn trước đối thủ Donald Trump chưa tới 1%. Theo số liệu từ New York Times, báo cáo cho thấy khoảng cách này đang thu hẹp, và các bang chiến trường vẫn đang rất căng thẳng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X Twitter, gần đây ông Brown viết, dựa trên các chỉ số như thị trường cá cược, tham dò dư luận, dự báo của các mô hình bầu cử và thị trường tài chính, đến thời điểm này, kịch bản có khả năng cao nhất là ông Trump thắng và Đảng Cộng Hòa giành đa số ghế. Ông Christopher Brown hiện là nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia tại Market Security và đã được Bloomberg công nhận là nhà dự báo hàng đầu của nền kinh tế Mỹ kể từ 2012. Theo ông, Việc Đảng Cộng hòa nhiều khả năng giành thế đa số ở Thượng viện sẽ cho phép ông Trump thực hiện cắt giảm thuế cho các tập đoàn và hộ gia đình, cũng như tập trung nhiều hơn vào chính sách đối đội hơn là đối ngoại. Điều này cũng sẽ có tác động tích cực trong ngắn hạn đến tăng trưởng kinh tế Mỹ, tạo ra mức tăng GDP từ 2,1% đến 2,3% vào năm 2025. Chuyên gia Barrow cũng không loại trừ kịch bản ông Trump giành chiến thắng, nhưng Đảng Cộng hòa chỉ kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện. Kịch bản đó sẽ hạn chế khả năng cắt giảm thuế buộc ông Trump phải tập trung vào chính sách đối ngoại, có thể bằng cách thực hiện các hạn chế thương mại và thuế quân. Một kịch bản khác mà chuyên gia này đưa ra là ông Trump thắng với quốc hội chưa dễ. Trường hợp này sẽ hạn chế khả năng cắt giảm thuế của ông Trump, buộc ông phải tập trung vào chính sách đối ngoại, có thể bao gồm các biện pháp hạn chế thương mại và áp thuế. Kết quả này, theo ông Barrow, sẽ làm chậm lại tăng trưởng toàn cầu và kim hãm nền kinh tế Mỹ về dài hạn. Nếu bà Harris thắng, quốc hội chưa dễ, sẽ có rất ít thay đổi về chính sách kinh tế. Trai với chuyên gia Barrow, ông Alan Hickman, nhà sử học và giáo sư tại Đại học Mỹ nổi tiếng với việc dự đoán chính xác các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tin vào khả năng đắc cử của ứng cử viên Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông đưa ra dự báo này từ hồi tháng 9 và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song ông vẫn giữ vững quan điểm. Ông thậm chí còn bị phản đối nhiều hơn vì dự đoán năm 2016 rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng. Ông nói và chia sẻ về việc gia đình mình đang phải nhận những lời đe dọa Tôi không thay đổi dự đoán của mình một cách nhanh chóng theo các cuộc thăm dò hoặc quan niệm thông thường. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ trở thành một nhà dự báo vô dụng. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng tiến gần hơn đến giờ G, khoảng cách giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang cực kỳ xích sao trong các cuộc thăm dò cử tri trước bầu cử. Về cơ bản, các cuộc khảo sát đều cho thấy cuộc đua hầu như không thể đoán trước được trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới. Tuy nhiên, mới đây, công ty cá cược bonus Codebest của Anh đã yêu cầu ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ AI do OpenAI phát triển, đánh giá ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng ở mỗi bang dựa trên thông tin bỏ phiếu công khai, nhân khẩu học và lịch sử bầu cử. Theo đó, ChatGPT dự đoán bà Harris sẽ chiến thắng ở các bang chiến địa gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Nevada, nhưng thua ở Arizona, Georgia và North Carolina. Bà Harris được dự đoán sẽ giành chiến thắng xít sao với 276 phiếu đại cử tri, trong khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giành 262 phiếu. Để phân tích, bonus code best yêu cầu ChatGPT dự đoán cách mỗi bang sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, sử dụng tất cả thông tin có sẵn, bao gồm thông tin bỏ phiếu, nhân khẩu học, cũng như xem kết quả trước đó và các sự kiện có liên quan ở bang trong chiến dịch hiện tại. Theo ChatGPT, bà Harris sẽ thắng nhờ hơn ông Trump 14 phiếu đại cử tri, khiến cuộc bầu cử năm nay sít sao thứ ba trong lịch sử sau chiến thắng năm 1876 của Rutherford Hayes tranh một phiếu bầu và chiến thắng năm 2000 của ông George Bush tranh 5 phiếu bầu. Tuy nhiên, ChatGPT chỉ ra nếu ông Donald Trump thắng ở Pennsylvania hoặc Michigan, hai bang lần lượt có số phiếu đại cử tri là 19 và 15 thì ông có thể giành chiến thắng. Ở một diễn biến khác, mới đây, trong bài phát biểu tại công viên Ellipse gần bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, nơi hàng nghìn người ủng hộ đang tụ tập một tuần trước ngày bầu cử quốc gia Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mô tả cuộc cạnh tranh giữa bà và ông Trump là lựa chọn một đất nước bắt nguồn từ tự do cho mọi người Mỹ hay đất nước hứng chịu sự dẫn dắt của hỗn loạn và chia rẽ. Bà Harris tuyên bố trong khi đám đông hô vang tên bà, tôi kêu gọi phiếu bầu của các bạn. Trong vòng chưa đầy 90 ngày nữa, ông Trump hoặc tôi sẽ có mặt tại phòng bầu dục. Vào ngày đầu tiên, nếu đắc cử, ông Trump sẽ bước vào văn phòng đó với một danh sách kẻ thù. Còn nếu được bầu, tôi sẽ bước vào đó với một danh sách các việc cần làm. Theo báo Guardian, dù đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 không khác gì việc bảo vệ nền dân chủ Mỹ, nhưng nữ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng tìm cách đưa ra một giọng điệu đầy lạc quan và hy vọng. Bà Harris cũng kêu gọi cử tri Mỹ lật trang, khép lại kỷ nguyên Trump và bắt đầu viết chương tiếp theo trong câu chuyện phi thường nhất từng được kể. Theo trang Nine News, Host Tepperman, Phó Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Colorado, đã chia sẻ một tập tài liệu chứa táp ẩn trong một email gửi hàng loạt bao gồm cả bản khai có tuyên thệ từ một người giấu tên. Thông báo đã tải xuống tập Excel từ trong web của Tổng thư ký tiểu bang và có thể đọc được tắp ẩn sau khi nhấp vào mục bỏ ẩn. Phe Cộng hòa quả quyết hơn 600 mật khẩu cho các thiết bị bỏ phiếu ở 63 trên 64 hạt của tiểu bang đã bị lộ. Giới chức địa phương xác nhận tắp ẩn chứa một thành tố nhất định của các hệ thống bỏ phiếu ở Colorado. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang Colorado khẳng định họ đã hành động ngay lập tức sau khi biết về hành vi vi phạm cũng như thông báo cho cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng. Ông Jack Todd, phát ngôn viên của Tổng thư ký tiểu bang nhấn mạnh, điều này không gây ra mối đe dọa an ninh ngay lập tức đối với cuộc bầu cử ở Colorado cũng như không ảnh hưởng đến các kiểm phiếu. Theo ông Todd, mật khẩu chỉ là một lớp bảo mật nhằm bảo vệ các cuộc bầu cử cấp tiểu bang. Hiện có tới hai mật khẩu riêng rẽ cho mỗi thiết bị bầu cử và chúng chỉ có thể được sử dụng khi truy cập trực tiếp vào hệ thống bỏ phiếu. Người phát ngôn lưu ý, bản thân các hệ thống bỏ phiếu đã được bảo vệ bằng video giám sát và đòi hỏi thẻ căn cước để truy cập. Ông Todd cho biết thêm, việc truy cập thiết bị bỏ phiếu trái phép là trọng tội. Cách đây ít hôm, Sở Cảnh sát Portland, Oregon cho biết, một thùng phiếu ở Đông Nam Portland và ít nhất một thùng phiếu ở khu vực Vancouver, Washington đã bị đốt cháy. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an toàn và an ninh gia tăng khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 đang tới gần. Cảnh sát đã công bố hai bức ảnh về chiếc xe của nghi phạm đốt các thùng phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ gần đây tại Oregon và tiểu bang Washington. Các quan chức bầu cử cho biết, hòm phiếu ở Vancouver bị đốt khiến hàng trăm lá phiếu cháy. Ông Sasty Conrad, chủ tịch Đảng Dân chủ tiểu bang Washington, chia sẻ với USA Today rằng vụ việc này là một nỗ lực nhằm tước quyền bầu cử của cử tri. Đảng Dân chủ tại tiểu bang Washington tin rằng các cơ quan thực thi pháp luật và giới chức sẽ tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm và buộc chúng phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch quận Monoma, Oregon, bà Jessica Vega Pedersen cam kết sẽ không để các sự cố này ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu từ nay đến ngày 5 tháng 11. Bà Pedersen nói, xin đừng để những sự cố này hoặc bất kỳ điều gì xảy ra ngăn bạn bày tỏ ý kiến qua lá phiếu của mình từ bây giờ đến ngày bầu cử. Nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào các bạn và bạn có thể tin tưởng rằng Chúng tôi sẽ giữ cho quá trình này an toàn và bảo mật. Đối mặt với cuộc tấn công liên tiếp vào các hòm phiếu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết: Mỹ vẫn trong môi trường đe dọa gia tăng và chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin với các đối tác thực thi pháp luật về các mối đe dọa do những kẻ cực đoan bạo lực trong nước gây ra trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2024. Reuters dẫn nội dung phán quyết được tòa án ở thủ đô Helsinki của Phần Lan đưa ra hồi tháng 8, trong đó yêu cầu tịch thu số tài sản trị giá 4,25 tỷ đô la Mỹ của Nga tại Phần Lan để đảm bảo khoản tiền mà tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine đáng được nhận. Ông Aki Vitanen, quan chức tòa án cho hay, giá trị tài sản bị tịch thu và phong tỏa rất đáng kể. Cơ quan thực thi pháp luật Phần Lan xác nhận đã thi hành phán quyết của tòa, song chưa cung cấp thông tin chi tiết về những tài sản bị đóng băng và tịch thu. Đại sứ quán Nga tại Phần Lan đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Phần Lan, bày tỏ phản đối quyết liệt và kêu gọi xem xét lại phán quyết. Trước đó, tờ báo Helsingin Sanomat đưa tin, năm tài sản của Nga đã bị tịch thu tại Phần Lan theo yêu cầu của công ty năng lượng Gazprom thuộc Ukraina. Trong số các tài sản bị tịch thu có một ngôi nhà ở trung tâm Helsinki, một tòa nhà văn phòng ở quận Lauttasaari và ba bất động sản trên quần đảo Åland, gồm một lô đất ven biển. Tờ Helsingin Sanomat cũng đưa tin một tòa án Phần Lan đã tịch thu một lô đất thuộc về Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Helsinki dựa trên yêu sách của Nastogas. Vụ tịch thu trên có liên quan đến việc công ty này theo đuổi 5 tỷ đô la Mỹ từ Nga sau phán quyết của tòa án trọng tài thường trực về việc bồi thường cho các tài sản bị cho là mất ở Crimea. Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng các nỗ lực tịch thu tài sản và bất động sản của Nga là bất hợp pháp. Điện Kremlin coi những hành động như vậy là gian lận, làm suy yếu lòng tin ở các quốc gia được coi là không thân thiện. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga đương nhiên sẽ sử dụng mọi cơ chế pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình. Tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine đệ đơn lên tòa trọng tài thường trực PCA ở Hà Lan vào năm 2016, trong đó kiện Nga về tịch thu tài sản của tập đoàn này khi sắp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Hồi tháng 4 năm 2023, PCA ra phán quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Naftogaz 4,22 tỷ đô la Mỹ kèm lãi suất và chi phí pháp lý tổng cộng là 5 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Nga không thực hiện yêu cầu của PCA. Mới đây, Kiev Independent dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 400 tổ chức và cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Mỹ và các đồng minh thường xuyên đưa ra những hạn chế mới đối với các thực thể và cá nhân thúc đẩy hành động tấn công của Nga ở Ukraine và giúp Moscow lách lệnh trừng phạt. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những hạn chế gần đây được áp dụng đối với các công ty tham gia vào mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt tại 17 quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Tài chính Mỹ đã thêm khoảng 40 công ty nước ngoài vào danh sách trừng phạt và mở rộng quyền kiểm soát đối với gần 50 tổ chức khác nhằm hạn chế dòng chảy bất hợp pháp của hàng hóa nhảy cảm có mục đích sử dụng kép vào Nga. Việc xuất khẩu các tiền chất sang Nga và Belarus cũng bị hạn chế nhằm ngăn chặn việc sản xuất các thành phần có thể sử dụng trên chiến trường. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ có động thái này. Hồi tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và 60 công ty liên quan đến kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Thời điểm đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Theo thứ trưởng Tài chính Gualdi Mỹ cũng đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia tham gia hoạt động mua sắm đạn dược và các vật tư khác cho Nga hoặc hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga lách các lệnh trừng phạt. Ông Wally cho biết, các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn thế giới cần đảm bảo rằng họ không hỗ trợ các chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công ty công nghệ tài chính, chứng khoán, cho vay bất động sản và các công ty tài chính khác của Nga. Tháng 12 năm 2023 Washington cảnh báo rằng việc giao dịch với Nga có thể sẽ khiến các ngân hàng bị gạt ra khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la Mỹ. Mới đây, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Putin mà không do dự và đây là một tuyên bố hoàn toàn nghiêm túc. Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh rằng trước đây ông đã nhiều lần gặp Tổng thống Putin. Ông Robert Fico cũng cho biết ông có dự định tới thăm Nga vào ngày 9 tháng 5 năm 2025 và tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Trước đó ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông là người ủng hộ mạnh mẽ về cải thiện quan hệ với Nga. Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh việc tổ chức các hội nghị giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Nga cũng chẳng ích gì. Hồi đầu tháng 3, Slovakia và Nga đã có cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, với Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát cách đây 2 năm. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Fico nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại giữa Slovakia và Nga. Ông nói, Nga từng là đối tác quan trọng của Slovakia, nhưng hiện tại tôi phải thừa nhận rằng mối quan hệ này thực tế đã bị đóng băng. Hiện nay, Đại sứ quán của chúng tôi ở Moscow cũng như Đại sứ quán Nga ở Bratislava hoàn toàn bị cô lập và không có cuộc gặp gỡ nào. Nhưng tôi không nghĩ điều đó là đúng. Chúng ta phải trao đổi, vì nếu không nói chuyện, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tiến triển gì. Thời điểm đó, Thủ tướng Slovakia cũng tái khẳng định tuyên bố của ông đưa ra rằng nước này sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng hạt nhân dân sự của Nga vì chúng có thể gây tổn hại đáng kể đến hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân Slovakia và nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân. Theo các chuyên gia bình luận trên tờ National Interest, đối với Nga, xung đột với Ukraine không chỉ là về mối quan hệ song phương Nga-Ukraine mà còn là về mối quan hệ giữa Nga và Ukraine với toàn bộ liên minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Dù cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc như thế nào, những căng thẳng giữa Nga với tổ chức này có thể sẽ không chấm dứt trong tương lai gần. Đầu tiên, nếu cuộc xung đột kết thúc mà Nga không đạt được mục tiêu về lãnh thổ hay Ukraine gia nhập NATO hoặc nhận sự hỗ trợ mạnh mẽ từ NATO, Nga sẽ tiếp tục coi NATO là đối địch. Mặt khác, nếu các mục tiêu về lãnh thổ đạt được phần nào, hay nga ít nhất nhận được sự chấp thuận từ phương tây và ukraine đối với việc sắp nhập các khu vực mà moscow tuyên bố là một phần của nga, cùng với đó mỹ và các thành viên khác đồng ý không kết nạp ukraine vào nato, thì nga có thể tiếp tục mong muốn làm suy yếu nato hoặc thực hiện các mục tiêu khác. như vậy mối quan hệ nga-nato về cơ bản dường như vẫn sẽ đối nghịch và thậm chí có thể là xung đột nếu không có diễn biến địa chính trị lớn nào khác tác động đến nga. ngoài ra mối quan hệ nga trung quốc cũng được cho là có thể tác động đến các diễn biến này sự căng thẳng giữa nga đối với nato có thể xung đột với mong muốn cải thiện quan hệ với châu âu bên cạnh đó theo tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận rand cuộc xung đột ở ukraine khôi phục phần nào sức mạnh của nato nhưng cũng khiến tổ chức này bộc lộ những điểm yếu các vấn đề an ninh một lần nữa trở nên quan trọng đối với các thành viên nato thụy điển và phần lan từ bỏ hàng thập kỷ hoặc trong trường hợp của thụy điển là hàng thế kỷ trung lập và muốn gia nhập liên minh điều không thể tưởng tượng được trước tháng 2 năm 2022. Cuộc giao tranh ở Ukraine phơi bày những đường đứt gãy của liên minh này do những sự thù địch trong lịch sử, sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga, Hungary, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí ở một mức độ nào đó, Romania đều đóng vai trò thận trọng hơn, thậm chí là mơ hồ trong việc ứng phó với xung đột Nga-Ukraine. Một số trong nhóm này thậm chí còn lợi dụng cuộc xung đột để cố gắng giành được sự nhượng bộ từ các đồng minh Hy Lạp trong khi đó, dù không ủng hộ tham gia vào các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài, đã nhanh chóng tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Một điều nữa là cuộc xung đột biến Ba Lan thành một bên tham gia quan trọng với tư cách là nhà cung cấp vũ khí và là tuyến đường tiếp tế cho Ukraine, cũng như cung cấp nơi ở cho khoảng 1,5 triệu người tị nạn Ukraine. Từ những hành động này, Ba Lan nổi lên như một bên gây ảnh hưởng chính trong khối. Như vậy, những mảnh ghép này cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Nga-NATO nói chung, ngay cả khi cuộc xung đột kết thúc. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh nói với các phóng viên bên lề cuộc họp nội các hôm 30 tháng 10 rằng không xảy ra sự gián đoạn nào trong quá trình sản xuất các hệ thống tấn công như tên lửa. Đối phương đã cố phá hủy năng lực phòng thủ và tiến công của Iran nhưng không thành công cho lắm vì chúng tôi đã nắm được thông tin và chuẩn bị từ trước. Ông dường như ngầm thừa nhận một hệ thống phòng thủ đã bị hư hại trong cuộc không kích của Israel dạng sáng hôm 26 tháng 10 khi nói rằng nó đã được thay thế trong ngày hôm sau nhưng không công bố thêm chi tiết Bộ trưởng Nasrallah trước đó khẳng định Iran vẫn đủ sức tiến hành ít nhất 10 đợt tập kích tên lửa với quy mô tương tự các cuộc tấn công nhằm vào Israel ngày 13 tháng 4 và ngày 1 tháng 10 trong đó mỗi đợt sử dụng khoảng từ 200 đến 300 quả đạn các loại Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông với hơn 3.000 quả theo ước tính của giới chức Mỹ Nước này cũng duy trì kho tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV tự sát tầm xa với số lượng lớn, dù chưa có thống kê cụ thể. Trong khi đó, ở chiều đối diện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan tuyên bố các cuộc không kích đã khiến đối phương bị suy yếu cả về khả năng sản xuất tên lửa và khả năng tự vệ. Điều này đang làm thay đổi cán cân sức mạnh. Theo Business Insider, các bức ảnh vệ tinh do Planet Labs, BBC chụp gần đây đã hé lộ mức độ thiệt hại sau trận không kích của Israel và các căn cứ quân sự Pachin và Khojia hai địa điểm gần Tehran và từ lâu gắn liền với các hoạt động chế tạo tên lửa. Ông Fajin Nadimi tại Viện Chính sách Cận đông Washington nhận định, các cuộc không kích của Israel và Pachin và Khojia cùng một cơ sở gần Sahur đã phá hủy nhiều tòa nhà liên quan đến dây chuyển lắp ráp tên lửa và chế tạo nhiên liệu rắn. Tuy nhiên, ông Nadimi cho rằng ngành công nghiệp tên lửa của Iran rất lớn, phân tán và được bảo vệ dưới lòng đất. Do đó, các cuộc không kích của Israel chỉ có thể trì hoãn một số quá trình nhất định trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Cũng theo ông, các cuộc không kích tiếp theo mà Israel có thể triển khai cần có quy mô lớn gấp 3 lần mới có thể gây ra tác động lâu dài. Ông Nadimi nói thêm, Iran có kho tên lửa khổng lồ nên sẽ mất thời gian trước khi có thể cảm nhận được hậu quả từ những cuộc không kích chính xác. Theo tờ Wall Street Journal, sau khi Israel tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào Hezbollah, nhóm này đã tăng cường các phản ứng quân sự của mình. Những cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV đã trở thành những phương thức chủ yếu mà Hezbollah sử dụng để đáp trả. Mặc dù bị tổn thất nặng nề, Hezbollah vẫn thể hiện khả năng duy trì sức chiến đấu và linh hoạt trong chiến thuật. Hezbollah đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, bao gồm việc bắn tên lửa và sử dụng máy bay không người lái. Một trong những cuộc tấn công đáng chú ý là vụ tấn công vào dinh thự của Thủ tướng Israel tại Kassaria cho thấy khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hezbollah đã bắn tên lửa vào Israel trong hơn một năm để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Mặc dù những tên lửa đó chỉ gây ra thiệt hại hạn chế và ít thương vong, nhưng chúng đã khiến hàng chục nghìn người dân ở miền Bắc Israel phải di rời và làm cạn kiệt nguồn lực của Israel khi Israel chi rất nhiều nguồn lực để đánh chặn. Mới đây, Hezbollah đã đăng tải đoạn video mà họ tuyên bố là tấn công một nhóm binh sĩ Israel tại làng Ramieh ở miền Nam Liban. Đoạn video được quay từ chính tên lửa tấn công nhằm cho thấy khả năng sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển của nhóm, vốn là vũ khí chia chóc nhất của họ trong cuộc giao tranh với Israel vào năm 2006 theo quân đội israel idf hỏa lực rocket của hezbollah cũng tăng lên idf cho biết hầu hết các cuộc tấn công của nhóm này đều bị hệ thống phòng không israel chặn lại mặc dù vậy hezbollah đang cho thấy khả năng tái tổ chức nhanh chóng dưới áp lực các đơn vị vũ trang của họ đã được huấn luyện để hoạt động với một mức độ tự chủ nhất định giúp họ dễ dàng tiếp tục chiến đấu ngay cả khi các lãnh đạo hàng đầu bị ám sát và liên lạc nội bộ bị vô hiệu hóa khả năng thích ứng và tiếp tục chiến đấu làm tăng nguy cơ hezbollah có thể đưa idf vào một cuộc xung đột đẫm máu và kéo dài Nhà phân tích an ninh Rim Montas tại Viện Chính sách Carnegie Europe có trụ sở tại Paris cho biết Hezbollah vẫn có chiến lược cốt lõi của mình, đó là giữ vững vị trí ở phía nam trước bất kỳ cuộc tấn công hoặc xâm nhập nào của Israel trên bộ. Đó là sân nhà của Hezbollah, họ biết mọi ngóc ngách và họ sẽ sử dụng lợi thế đó. Quân đội Israel cho biết vào cuối tháng 9 vừa qua rằng họ đã phá hủy khoảng 50% kho tên lửa của Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah cho biết họ vẫn có khả năng quân sự nhưng không đưa ra ước tính về tổn thất vũ khí. Theo một số nhà phân tích quân sự và ngoại giao, Hezbollah vẫn có thể nhập khẩu thêm vũ khí để thay thế một số vũ khí đã bị phá hủy, chủ yếu thông qua biên giới với Syria và có các quy trình để thay thế các thủ lĩnh cấp cao đã bị thiệt mạng. Một thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS và là cựu quan chức chính phủ Mỹ cho biết, họ sẵn sàng chịu tổn thất dù đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ngoài ra, Hezbollah còn chứng minh rằng họ có thể mở rộng các cuộc tấn công sâu hơn vào Israel. Phép thử thực sự đối với cả quân đội Israel và Hezbollah có lẽ vẫn chưa đến. Nếu và khi các nhà lãnh đạo Israel quyết định đưa quân đội của họ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liban, nơi các thành viên Hezbollah sẽ có lợi thế là chiến đấu ngay trên chính quê hương của họ. Hezbollah đang áp dụng chiến lược chiến tranh du kích với mục tiêu gây khó khăn cho quân đội Israel khi họ tiến sâu vào lãnh thổ Liban. Hezbollah cho biết, cách tiếp cận của họ đối với cuộc giao tranh ở miền Nam Liban ban đầu là kiềm chế trước khi tăng cường các cuộc tấn công vào binh sĩ Israel. Sau đó, các lực lượng Hezbollah sẽ phục kích binh sĩ Israel ở các thị trấn và làng mạc ở miền Nam. Ngoài ra, UAV là một trong những thách thức tiềm tàng chính đối với Israel. Hệ thống phòng không nhiều lớp của nước này được thiết kế để chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Gaza, Liban và gần đây hơn là Iran, nhưng lại gặp khó khăn trong việc bắn hạ các UAV bay chậm. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!